là gây buồn đấy. Vui nghe nó nói hay vừa buồn. Có sao đâu, anh em mình còn có nhau. Chờ sao chết được mà kẻ man đêm đến khi có căn hay huy hoàng. Bốn phương trời đầu chẳng có chỗ cho anh em mình. Quê hương Đồng Nai một người con dậy lên. Ngài không bao giờ chết được. Ngài không bao giờ chết được. Trở về quê hương Đồng Nai, bà con làng xưa. Nói vậy giống như là tự ngày xưa chạy cho mình thôi. Giờ này người ta thì gần chết. Này bà con ơi, chỉ lắm diễn hai mau chạy ra coi. Bể à bể. Hey. Biển to quá, bé chẳng dám thấm đầu. Tối quá, liên tục cao chân phao. Mệt quá, bột quá. Lên, xây bạc, Ngân ơi dùng đám của mình mà, Ngân, tôi chết rồi Ngân. Hay quá. Dùng sao kỳ vậy? Dùng đá cũ của Diễm có khác. Trời ơi. Sao thử nghề Diễm vậy?